Đây là con âm ly Marang Exotic BM5. Mình không có chuyên về cái dòng âm ly lắm. Cái âm ly này thì của anh bạn anh Luân á, ảnh gửi nhờ bán, ảnh mới mua đâu chơi được mấy bữa, ảnh về ảnh đổi đèn, nâng đèn nên là ảnh giao lưu lại con này. Mình thì là con ma gỗ nè, thấy âm ly này cũng khá là ấn tượng về cái bộ nguồn. Con này nguồn tới 18.000 microfa và 63V, cục nguồn chống nhiễu rất là tốt. Bộ tản nhiệt con này nó dùng bằng phét hay là sò gì đây, tại vì nó nằm kẹt dưới mình không có nhìn rõ, nhưng mà đều tất cả nhìn keo đều là zin cả, không có cái nào là lô, máy còn nguyên bản hết, chưa thấy có một dấu hàng xì gì cả. Máy này đẹp lắm, máy rất là đẹp, nó như hàng bãi thôi, không khác gì cả. Vì mới mua về lấy chơi một vài bữa, ảnh quăng bây giờ nhờ bán giúp, ổng làm việc khác, nhiều việc không bán được quá. Chúng ta hoàn toàn có thể thử cái nút này ba lăng này. Chút nữa quay cái đuôi, sau thời vì đang quay luôn đi, tại vì đang này chắc là mặt tầng phono. Đang gắn cái dây loa nó hơi ngắn nên là lắc tới lắc lui nó xúc cái dây loa là mấy con mệt lắm. Máy không có đục đẹp gì cả, các cái núm đồ nó rất ok, này ok đấy. Tại vì nếu mà nó đục đẹp thì mình sẽ có một cái chai này mua 700.000 của Dũng Trương Định đây. Không có dùng R7 để xịt chiếc áp nha, lưu ý. Đây, cái R7 thì có mấy chục ngàn thôi, những chai này tới 700.000 là dioxit nè. Nên chúng ta phải dùng cho nó đúng cái thông số kỹ thuật chứ không dùng tầm bậy bạ luôn, máy nó không có bền đâu. Nè, loa speaker. Nó có class A này. Mình cũng không có nghiên cứu kỹ về class A. Đây là bass chép, chúng ta gạt cái cần này lên thì chúng ta sẽ có tác dụng, còn không chúng ta quấn thẳng là bass không có tác dụng nữa. Chép để 50 luôn, không cần tăng, bởi vì âm thanh chúng ta phải kiếm ra cái loa nào mà nó không cần đầu tư cái âm ly quá lớn đâu, mà kiếm ra một cái loa nào nó phù hợp với âm ly đó thì chúng ta quấn chơi rất là ok nha. Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi, con này ấn tượng đấy. Này điện 100V 200W nha, giá đi giám định nha. Còn công suất thực của nó thì chắc không biết bao nhiêu, tại vì mình phải kiểm tra công suất thực là phải kiểm tra lên con sò, coi thử công suất sò nó con phết nó gánh được bao nhiêu. Còn nguồn nó nuôi càng lớn thì cái nền âm nó càng tốt, nền âm nó không có nó rất là tĩnh quá, và quấn cường độ lớn nó đủ điện để nuôi cho cái loa đấy. Mấy cái âm ly Marang này có thể chúng ta ghép mấy cái con tannoi cũng được, mấy cặp loa tannoi hoặc là cặp loa Denon, mấy cái loa mà bass 25-30 gì đấy, hoặc là Antec Lansin thì cũng khá ok. Nó không có âm hưởng của chất của đèn đấy, mình hay chơi đèn quen tay rồi không? Con này thì nghe cũng rất là ok đấy. Cổng đây là cổng tép này. Chúng ta gắn tép 1, tép 2 này. Sụt là để ngay chỗ AUX này. Còn khi mà tép chúng ta gắn tép play á, là có thể tép thôi. Cho lòng mình là bầu trời xanh. Đâu rồi? Chết này. Người về lòng ta đó, cắt đi. Ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người. Đang mở CD á.
mở cassette chơi. Nghe nhạc lốt lét ớt đi nha, đừng mở lên chi cho bát ầm ầm. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho trắng ép sau hè. Chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho hoa lắm tay nghe. Hai đứa bên nhau mối tình tha thiết trao nhau, hẹn đến ngày bạc mái đầu. Mình yêu mái nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có gian thiên lý. Chúng ta mở cassette. Dạ, con cassette. Tạm bật lại coi. Người xưa nào biết chốn xưa ngắm đường pháo cưới chốn hoàng liêu tiêu. Ngày trước 75 đây, cái xét ngày trước 75 rất là hay. Thêm một cái bờ rè, cái mixer nữa, hát karaoke cũng được luôn, tại vì công suất nó cũng khá ok quá, cái nguồn nó tốt á, nguồn nó 18.000 mi là khá lớn nè. Cực lắm luôn ạ, rất là khó chơi, nếu không có kinh nghiệm không chơi nổi. Thank you.
là đánh thẳng nha. Cái này không anh nhập nữa đâu. Vọng gạc đêm trường bóng thương tôi nhớ chiều chia tay em gái nhỏ anh à. Đến thời gian trôi từ ngày ra đơn vị tôi bôn ba cấp miền chiến thuật chưa một lần về thăm phố phường. Thôi về nghiên cứu đi. Đêm cao nguyên lạnh giá mong gió cười về lòi ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dài ngủ yên có anh nơi thiên đường tàn cánh tay. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói bao CD. Em vừa nghe lời vắng vắng trong đêm cassette này. Con trai hiền đang hiền ngang giữ gìn đất đang về tìm nhắc cho một thời đầm ấm lúc tung tăng chiều hè ngập nắng lúc trăng lên bên em đôi má kề khi hoàng hôn về vây kín không gian mới hay rằng hạnh phúc đang vỡ tan. Thương cho lời nồng ngày đó sớm theo anh gọi người đầu ngõ bước chân đi làm nát duyên ban đầu xưa như nước nổ hướng về quê xưa về người yêu bé nhỏ thân trai đầu trong tình duyên bé bằng ừ, thật xét quen nào cứ khó tay mít. Ok, nghe CD thôi. Đã cơ bay con đường yêu nhiều dòng tố biên cương gió mưa lạnh lẽo cây rừng rú buồn cho lòng mình buồn ấy ai chim non nước nước non người đi chinh chiến sóng gian lao ngoài biên cương ai đây thương nhớ nhớ thương ơi sầu cho thân gái sống đơn côi miền anh mang theo giấc trong đời vòng tay yêu không rời một niềm tin rồi tắt thôi xong rồi như đó thì tham khảo chạy nãy giờ ngon rồi quá. Con này có cái bao không đây? Phono, phono tép, tép Braille. Con này có Braille nè, không có được cái, không có cái cổng bao nha.
Nó còn bao lấy cái bộ rề đèn gắn vào chơi luôn xuống. Này có bộ rề ao này, bộ rề ao nghĩa là cái tầng tôn ở trên đó. Chúng ta giờ có thể dùng bộ rề được để cho cái bao nó quấn nhưng mà lại không có bao, nó là mà được bao là đẹp. Ok. Xin cảm ơn. Xin tốt nhé.